Chào các bạn, trước mình có nói về việc đăng ký mà nhận được 100 coin Gcoin các bạn. Hôm nay Gcoin nó chuẩn bị bán ít token rồi bạn. Đây là token sale gain của trang Gcoin các bạn. Còn 23 ngày nữa nó sẽ bắt show lên sàn. Nè các bạn, đây là lộ trình phát triển của nó các bạn. Quý 4 mà 17 sẽ bán token. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là cách là để có thể là mình có thể tăng thêm khoảng chừng 2.000 token nữa các bạn. Cái gì cũng như là mình quảng cáo cho cái trang việc bán token của nó các bạn, đơn giản đó thôi. Đây là cái lộ trình trong Bitcoin test nó các bạn. Đây là để quảng cáo việc bán token các bạn. Chúng tôi bắt đầu những khoản thưởng sau các bạn. Nếu bạn tạo video việc bán token của nó, có video mà có 500 người lượt xem là cái sẽ được 1.000 thẻ token riêng. Đây là nếu mà được 5.000 lượt xem sẽ được 2.000 token riêng các bạn. Bitcoin. Còn cái này là số 2 là mình chia sẻ trên trang Facebook. Số 3 là mình chia sẻ trên trang Twitter. Số 4 mình viết một bài báo. Nói chung là nếu mình trên trang Facebook thì cũng đơn giản các bạn. Vào Facebook. Thì bạn vào Facebook thì bạn copy cái đường dẫn nào để ra dưới đây nè, xong bạn sao chép lên cái tường của mình, xong mình bấm đa share và đăng. Xong rồi các bạn vô cái trang cá nhân mình, bạn bằng copy cái đường này nè, xong các bạn trở lại cái trang game.com các bạn, vô cài đặt nè, vi coi coi game nè, để các bạn bấm vào cloud do bonus money copy cái đường lên này nè các bạn, nhớ trang cá nhân của mình nha, copy đường này dán vô đây. Rồi các bạn bấm chữ qua Facebook chấm cơm, rồi các bạn gửi cho cái bấm send, nó sẽ gửi cho các bạn để đợi xác nhận, lúc đó chúng ta sẽ nhận thêm số lượt coin của nó với 200 người bạn và 25 view coin. Thì trên trên Twitter cũng đơn giản vậy các bạn, cũng tương tự như vậy đó. Thì các bạn cố gắng kiếm được càng nhiều view coin càng tốt. Cái trong cái bộ bước tuổi của nó này các bạn là cái trang cái số 1 là tốt nhất. Nếu video của bạn có 500 lượt xem mới được 1.000 view coin nào các bạn. View token. Rồi tới đây tôi xin hết. Chào các bạn. Các bạn kiếm được nhiều view coin.